Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình nhá. Mình Đỗ Cấp Phan, Faster Cutter biết đây là tập bao nhiêu của Faster Cutter nhá. Rồi, sóng đức chờ đợi Faster Cutter edit tập 148 chúng ta hãy xem lại những cái tập gọi là vô cùng hay và hấp dẫn mà chúng ta đang xem nhá. Rồi, ok, let's go. Nó quá mạnh, bây giờ tao với mày hợp sức lại chơi nữa. Đây là tập ba san của chúng ta đã đại chiến với nhau đó các bạn. Đấy, đâu các bạn biết 404 nè, 5 nè, 6 nè, 6 nè, 3 là mạnh nhất nè. Tập này khá là hay và hấp dẫn luôn. Các bạn nào mà đã từng xem cái tập này thì chúng ta để cảm nhận được tập này là cực kỳ là bắt mắt luôn. Những cái màn đấu những cái màn có võ cực kỳ là hay luôn đấy các bạn. Cả 4.4 đến 6.6 trong cái tập này là cũng bắt mắt luôn. Các bạn nhớ xem hết video này nhá. Ở đoạn gần cuối video này ấy, có một cảnh 404 với cả 6.6 quay trở về đang tập trước là trong một nhỏ đấy các bạn. Nhìn nhân vật của 404 và 606 quay về tụi nhỏ nhìn trông rất chi là cute luôn. Các bạn nhớ xem đến cái video này nhá. Lần cuối video các bạn sẽ được nhìn thấy 404 và 606 của chúng ta trở về nhân vật hồi còn nhỏ nhìn cute cực kỳ là cute luôn. Các bạn nhớ xem nhá. Các bạn nhớ xem hết video đó, gần cuối video đó. Rồi, các bạn đã xem cùng mình, các bạn đã xem cùng mình xem hết cái video này nhé. Để chúng ta đỡ phải phức tạp để đón chờ tập 48. Chờ đợi tập 48 thì chúng ta sẽ tạo cái những tập trước được đấy các bạn. Đây có cả 515 chiến đấu với 606. Thế là 515 cùng cửa với 515 55 tất nhiên là chiến đấu cửa với 606 cả 44 chúng ta được rồi. Cho cái tập này thì 606 có chiến đấu cả với 44 đấy các bạn. Chai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi. Đây là cơ hội tốt. Đại ca hạ gục thằng 4-4 mất dạy vô duyên đó rồi. Có bạn nào mà chính của tập Peter biết cái video này của mình là ở trong tập bao nhiêu của Peter không? Bạn nào mà trả lời đúng đây là tập bao nhiêu của Peter thì đó thì là hàng cứng luôn đấy các bạn. Có bạn nào mà không cần phải trả lại, không cần phải vào list của Thế Dũ để của anh Thế Dũ để xem cái video này của mình nó chung với là nó giống với tập bao nhiêu để trả lời những câu hỏi của mình không. Bạn nào mà cần làm như vậy mà vẫn để trả lời những câu hỏi này của mình thì gọi là thằng đứng nha. Có nghĩa là xem hết cái video này, bạn nào mà xem hết cái video này mà trả lời được. Đây là video của mình. Trận đại chiến giữa ba sanh mạnh nhất. Giờ mình kiếm chỗ chốn là thượng sách. Trong video của anh Thế Dũ mà vẫn đoán ra được thì gọi là fan cứng đó các bạn. Nào đoán được như thế. Không?
không ngờ lại có ngày ta có thể xem top những sai mạnh nhất đánh nhau như vậy. Tập này là khá là hấp dẫn. Cẩn thận với ân nhân. Từ từ thôi, mình đã tới nơi rồi nè. Hình như bạn có người đang bị thương kìa. Biến đi. Ta không có cái loại đại ca vô dụng như người. Kẻ thú cục. Sư ơi, cố lên bạn. Mình tin bạn sẽ hạ được hắn mà. Hả? Si, cậu có sao không? Si, tin lại đi. Cậu có... Si, không lẽ thằng 404 nó dễ bị hạ vậy sao? Để kiểm tra thử. Như vậy là vừa cái lòng ta lắm. Cuối cùng người cũng đã bị tiêu diệt. Cái thằng mất dạy. Nhân ơi, cô bạn của con với cút đi. Hả? Phiền vứt. Người chính là cái thằng ngu nhất thế giới này. Hả? Là sao vậy ân nhân? Ta không phải là ân nhân của người. Hả? Vậy vậy ai mới là ân nhân cô? Cái đó là người tự tìm hiểu đi chứ. Cái thằng ngu như người thì đi chết đi, đừng có đi theo ta nữa. Sao sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Đừng khóc nữa Lót San. Ta đã từng nói với con là Red và Robot chỉ lợi dụng con thôi. Hả? Như vậy ai mới thật sự là ân nhân của con? Con hãy xem đi. Hả? Cô dê, bắp cải. Trong khi chờ đợi tập mới ra thì chúng ta cứ cùng mình. Các bạn nào thích những tập phim nào của Phát Sư Cutter thì comment bên dưới video cho mình biết để mình có thể là
sắp lọc lại và tóm tắt lại những đoạn hay ở trong cái tập ông đó. Gaston không lẽ nào chính là cô Dê? Con xin lỗi cô, con thật là ngu ngốc khi đang chửi cô phù hợp. Con không nhận ra con đã hiểu lầm mọi thứ. Con thật là ngu ngốc mà. Mình đúng là ngu nhất thế giới. Mình đã hại Si và cả 404 nữa. Thật là ngu ngốc. Hả? Ủa? 404? Sao lại như vậy? Si? Hả? Ủa? Gì á? Mọi chuyện là như thế nào vậy cô Dê? Cô có biết không? Tôi nhỏ đấy rồi. Hả? Là sao vậy Si? Sợ cận hết cái video rồi, các bạn thấy cái tập cận hết video rồi, các bạn nào đoán ra được đây là tập nào sẽ đến đời chưa? Đây là tập thứ bao nhiêu chưa? Các bạn bạn nào mà xem lên tới chưa là do mình chưa đoán ra đây là tập. Các bạn có thấy bốn luôn đấy. Thì ra hai người là bạn bè từ nhỏ. Mình cảm ơn Si nhiều lắm. Và cả 404 nữa. Cảm ơn bạn nhiều. Cô Dê, ân nhân của con sẽ báo ơn cô sau. Bây giờ mình sẽ đi. Tất nhiên là kiếm thằng robot rồi. Mình sẽ xử nó. Dám đưa gạt mình. Cuối cùng cũng đã xử xong cái thằng 404 đáng ghét mất vậy. Hả? Chết cha rồi. Không xong rồi. Với cái vẻ mặt ấy chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Nó thôi, thả cho ta đi. Các bạn có thấy tại ta nói giỡn cơ lo. Ta mới thật sự là ân nhân của con. Đừng làm vậy mà. Người mới nói ai ngu hả? Không, ta mới chính là kẻ ngu. Ta là kẻ ngu nhất thế giới này. Đừng nói ta. Nó, hãy tha cho ta đi con. Ta lỡ lời thôi. Ta là sự đồng nhân của con. Chết, người dám làm ta hiểu lầm bài dê. Rộng đất ơi. Dám người ta. Dám người ta. Hả? Đừng làm vậy mà con. Rồi, sao đến mức đoạn này rồi? Các bạn nào đoán ra đây là tập bao nhiêu? Hả? Chưa nào? Bạn nào đoán ra đây là tập là của Phật Sư Cần Thơ thì comment bên dưới video nhá. Đó là phản ứng của Phật Sư luôn đấy. Dạ, con xin lỗi người. Con không thể. Phải là phản ứng rồi đúng không?